đi vào rừng ở nhá. Có được không? Và chỗ hôm nọ bảo em ấy hả? Không được à? Đấy, bây giờ gọi là thấy cuộc sống bắt đầu là mở ra trang mới, gái rồi làm sao mà có tư tưởng vào rừng ở nữa. Làm cái gì kiên kia đấy anh Hòa ơi? Hả? Làm cái gì ở đây? Đâu là cái đấy để nó để lấy về đồ vào đấy à? Cháu Khâm xin chào toàn thể cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Hiện tại buổi chiều cho cô bác anh chị anh Khâm lên sắp xếp công việc. Và đáng lẽ thì thợ là sáng hôm nay lên đúng không? Hả? Nhưng mà anh em lên lại thông tin là mai à? Em lên thì xem cái chuyến bột thế nào rồi. Đá này là chuyển hết rồi. Bây giờ có chuyến bột mới lên 7 khối đấy nhá. Biết rồi. Biết chưa? Biết cái gì? Hả? Ôi, ông Hòa. Xem nào, thay bộ quần áo nào chưa? Nhưng mà vẫn mặc vest đúng không? Hôm nay là sơ mi trắng đấy. Các bác nào còn thừa cái cà vạt nào thì gửi nốt cho cháu Khâm để cháu Khâm thắt vào cho. Kệ nhé. Em có cho anh đâu mà cả ơn. Tôi tối nay mang đi ăn cơm mà. Được. À, này, trêu đây này. Này, em mua cho anh đấy. Mua cho 1 cân cà mắm với cái số tiền của cô Hoàng Thị Hoa nó còn dư ra 90 nghìn đấy. Chào các bác các cô một tí đi. Chào các bác các cô một tí. À, một tí thôi á? Nhiều một tí. Ừ. Nhiều tí nhá, không một tí đâu. Tóm lại là tối nay nhá, cái áo vest này thì thay đi được rồi. Biết là mặc vào thì giống giám đốc rồi, nhưng mà giám đốc thì phải sạch, phải thơm, đúng không? Đúng rồi. Thế thì phải giặt đi. Cái áo đấy phải là, cái áo này phải là... Thích không? Áo này phải là áo cũ đâu, không phải là áo mới đó. Thì ông mặc lâu rồi chả cũ. Thì mặc lâu rồi chả cũ. Đây nè. Ông rồi đúng không? Ừ, biết là cái áo này thì các bác gửi lên thì là đồ qua sử dụng rồi, nhưng mà vẫn mặc tốt, vẫn thích đúng không? Đúng rồi. Bác nào sau này còn thừa cái vest nữa mà không dùng đến thì cháu không cũng muốn xin lại. Tuy nhiên thì là cái này là hơi trần một tí đúng không? Đúng rồi. Anh Hòa thì to hơn một tí nữa thì là đẹp. Còn quần áo tối nay là phải giặt đi nhá. Sáng mai em lên là thấy anh là phải ít nhất là phải không mặc bộ này nữa, mặc bộ khác sạch hơn. Hôm nọ nói bao nhiêu lần thì là thay được cái áo trong đi giặt rồi. Các bác cũng nói, bảo cả xem cả 5-7 cái video rồi vẫn cứ thấy cái áo. Sao vậy? Nó là... Nó là thế này, mọi người ơi. Không phải, nó là... Tối đi tắm xong là thay áo ra, xong là không giặt. Xong sáng sau làm việc lại mặc lại cái áo kia để làm việc. Như thế bẩn lắm. Trời nắng thế này thì tranh thủ đi giặt đi một tí, rửa một tí rồi là phơi lên. Sáng dậy phơi là trưa 12 giờ là khô rồi. Đúng rồi. Là mặc được rồi. Biết là làm việc mệt, vợ thì bầu thì khó đúng không? Vâng. Nhưng mà cũng phải chịu khó. Chịu khó một tí nhá. Vâng. Thì mới làm được chủ tịch chứ. Đúng không? Đúng rồi. Phải gọi là chủ tịch Hòa thôi. Có cái về vấn đề là nước thì là anh Hòa ơi. Nước thì là xin A Lúa bơm 1 tiếng đi. Ờ. Tối nay phải bơm đấy, anh Đúa à, anh Hòa. Bảo rồi, em bảo A Lúa rồi. Bơm 1 tiếng thôi là đầy cái chỗ này rồi. Họ lúa to mà. Ừ. Thì bơm vào để mai thợ còn đi làm chứ. Sao cái đấy nó vứt đi. Vứt đi, vứt đi, cái này bẩn. Cái này nó bệnh. Bẩn rồi, vứt đi. Thì là gọi cho anh Lúa rồi. Anh cứ đi xin, tất nhiên là ông ấy phải lên xong là kéo lại cái vòi ra đây này, bơm xong lại đi trả cho người ta, bơm cái này đầy nhá. Xong là còn cái gì, ví dụ như cái can cái thứ này cứ mang về đây cho vào đấy hết đi. Mình bơm một lần thôi là cho nhiều nhiều một tí. Các bác mà không mua tét thì thời điểm vừa rồi là không, chưa mua được cái tét lên đây, không có chuyến xe nào tiện lên đây thì anh em lên bây giờ mua một cái tét. Nếu mà độ như nhà Minh Ngọc thì là vào 2,4 triệu, cước 500 nghìn nữa lên đây thì mình cũng sót. Nên cũng muốn là tới này lấy kèm vật liệu, lấy kèm lên. Nên là chưa mua cái tag được. Bây giờ chở xe máy thì anh em không chở được. Đi đường khó quá mọi người ạ.
cái té thì nó to cùng cành. Thế nên là tí nữa nhé, đi bơm về cái lúc chiều chiều ấy. Chiều không thì tối cũng được. Bơm đúng một tiếng là đầy thôi mà. Cái chỗ này hơn một khối chứ mấy. Thì bơm vào can cho đỡ phải đi vác về uống nữa, đúng không? Không thì xem cắm cái vòi vào bên trong hút ra được không? Nước uống của mình ấy. Hôm nọ bảo anh Re thiết kế cho, anh Re chắc là chưa thiết kế đúng không? Bây giờ mình nó không có tiền đi một cái máy bơm đúng không? Cái máy bơm vậy. Tóm lại là cũng nhà phải là mua đi máy bơm. À, ở nhà mua máy bơm á? Lấy tiền đâu mua? Cũng hơi hơi bất cập một chút cái công trình bể nước thì là nhà dưới thì có thể là cắm vòi vào hút đi được, nhưng nhà anh Hòa trên này thì hú bao nhiêu cũng không lên nhỉ. Khó đấy. Thôi, làm việc tiếp thôi. Mấy mẹ con nó làm gì? Đang ở trong nhà. Ăn hết bánh kẹo chưa? Bánh kẹo thì trẻ con nó ăn hết rồi. Lấy hai cái xe đi, một cái nữa đâu. Một cái nữa để đây cho nó đây. Bây giờ thế này nhá. Anh em hỗ trợ nhau là em lên thì em không lên được lâu. Một buổi lên giỏi lắm, ở với anh Hòa được một tiếng. Còn 3 tiếng nữa là anh Hòa phải tự làm. Thì một người xúc, xong là một người đẩy nhá. Đá thì là chuyển hết rồi mọi người ạ. Đá thì là chưa lên chuyến thứ hai đâu. Cứ mai chứ cứ để thợ lên xây xem. Còn thiếu bao nhiêu đá thì lại lấy tiếp. Đá thì bên cung cấp là hết đá rồi. Bây giờ nó chuyển mà xe này đi, xong nó về đây thì em lại xúc vào cái này rồi nhá. Cứ đẩy được 10 xe thì em lại đổi anh nhá, được không? Đẩy phải nó nao quá phải nó không đi cùng được cái không lên được cái dốc à? Ừ. Đi đi, em hộ xúc à, xúc bằng đấy là vừa cái gì? Cái bột này dễ hơn chuyển đá mọi người ạ. Xúc nó cũng dễ. Trời hôm nay lại nắng rồi. Em mai thợ lên tiến hành làm là vừa mọi người ạ. Thợ sẽ lên làm cái phần móng đá trước, bởi vì đá anh Hòa thì sẽ phải xây. Đối với cái móng cũ khâm kè ấy thì anh em ước tính là sẽ phải xây lên 60 phân nữa. 60 phân nữa thì mới bằng được những cái móng ở phần trên. Và phần cao đấy thì mình sẽ sàn đất về lại để mà lấp. Bữa trước thì các bác cũng hỏi Khâm rằng là sợ đất lấp vào đấy không đủ. Thì mọi người cũng yên tâm thôi. Không tính toán thì là sau khi đào cái bể phốt xong nữa thì đất là sẽ đủ thôi. Còn thiếu thì cũng không thiếu nhiều. Thiếu ít thì là anh em mình lo liệu tốt. Và đang còn anh Hòa đang sợ bị thừa đây. Thôi mua cá mắm về, chịu khó là ăn với cơm thì ăn được lâu hơn nhá. Mua thịt thì gần như là mỗi lần mua thì thịt lợn thì kiểu gì mỗi lần mua là 100.000 về ăn cũng được một bữa một ngày hết. Thôi chịu khó ăn ăn cá mắm với cơm cũng ngon mà. Ngon mà. Bây giờ dặn là cá mắm kia thì mình nói là mình không có tiền, mình phải có tiền mình phải đi mua rau. Lúc nào cũng ăn thì à không có rau ăn á. Thế vừa rồi không trồng được à? Sao rau cải ở rừng không trồng à? Nó trồng đậu hết. Trồng đậu hết, có đậu ăn chưa? Đậu chưa. Đậu kia nó bây giờ là không có rau ăn gì. À, rau thì là rẻ thôi. Mai mua cho mình ít rau nhá. Mấy lần ông gọi mình mua rau không tưởng là hết thịt. Ở nông thôn thời điểm hiện tại nếu mà không có mảnh đất nào mà trồng thì cũng không có rau ăn thật đấy mọi người. Thế vừa rồi là Khâm mới dặn là bố em là
có đất thì phải chịu khó đi mà trồng rau vào. Ít nhất thì là cái rau mình không phải mua đấy. Một ngày mình có thể ăn hết độ khoảng 20.000, 10.000 tiền rau, tính cả hai bữa. Nhưng mà cái cá mắm nhá, lần này dặn lại anh nhá là trước khi nấu thì đun nước ấm rửa đi. Rửa thì nó cũng như nhau đâu. Không phải đâu. Rửa đi cho nó sạch, không bị bệnh ấy. Cá mắm kia người ta, cá mắm này trong để trong tủ lạnh thì không phải là người ta bày ở ngoài ruồi muỗi với lại nó các thứ nó bâu. Như ngày trước đi chợ họ bán ở chợ thì cái ruồi muỗi nó bâu nhiều. Cái này thì em mua để trong tủ lạnh thôi, nó cũng không bị ruồi muỗi bâu đâu, nhưng mà nó vẫn phải rửa nhá. Đun nước ấm lên, rửa sạch đi, rửa cái bên ngoài đi, cái đen đen này đút đu à, rửa đi. Chính xác, rửa sạch đi. Thứ nhất là nó không tanh, ăn ngon hơn chứ, ăn an toàn hơn. Mua về rửa trước khi nấu ăn. Cá mắm này thì không phải là mua cho anh, cá mắm này nhà em vẫn ăn, nhưng mà phải sơ chế nó sạch một tí. Cá mắm thì ăn vào cơm lắm. Chính xác rồi. Hôm nay thì A Lúa lại không ở nhà tiếp rồi. Có lẽ thì là sẽ bố trí thêm cái nhân lực làm nếu mà vật liệu lên nhiều hơn. Hôm nay thì vì là thợ cũng chưa lên làm. Anh Hòa thì anh Hòa vẫn túc tắc, không mà cũng chuẩn bị xe rù lên đây túc tắc đẩy được. Thì vẫn giao việc cho anh ấy làm dần thôi mọi người ạ. Kinh phí thì từ trước đến giờ ấy, làm cái gì không cũng đắn đo lắm. Cái số tiền nếu mà thiếu ấy, thật sự là cũng không, nếu mà không, bác nào quý mến, bác nào gửi cho đắp. Còn nếu mà bị thiếu ấy, thì là chính bản thân mình lại phải tự bồi đắp vào. Nên là mọi người là nếu mà có những công việc, ví dụ như ngày hôm nay làm bột ở đây này, các bác bảo không, sao không gọi người đến thuê để A Hòa làm một mình ấy. Quả thật thì thuê thì cũng một ngày gửi thêm nhân công một người thì anh em mình gửi 200 đến 250 tùy vào việc. Ví dụ như làm việc đá nặng hơn thì có thể gửi thêm, bột này nó nhẹ hơn thì mình có thể gửi bớt lại đi. Nhưng mà chẳng may đâu, đến lúc mình thiếu một vài trăm nghìn thì không sao, nhưng do quá trình sử dụng mà không tính toán cứ để thiếu đi, cuối cùng đến cuối, ngoài việc phải tự bỏ chi phí cá nhân ra đắp vào thế, thì còn sẽ bị những một vài bác người ta không yêu mến, người ta nói là không biết cách sử dụng tiền nhà hảo tâm, cuối cùng để bị âm, rồi bây giờ lại đăng lên để xin tiền. Thực tế là cũng đã có trường hợp anh em mình bị nói. Chính vì vậy mà giờ cũng xin là rút kinh nghiệm, khoản nào cần chi luôn thì dứt khoát là chi, còn khoản nào dù là nhỏ mà không cần thiết, ví dụ như ngày hôm nay thời tiết cũng tương đối là tốt, thì cũng để cho anh Hòa túc tắc anh làm đó. Bây giờ chuyển lên gấp xong trên đấy cũng chưa sử dụng gấp luôn thì cũng chưa cần thiết, đường thì vẫn thông. Đấy, ví dụ bây giờ là chắn đường ngay thì phải cấp tốc là tìm người về thuê luôn. Còn bây giờ là cũng bố trí được cái chỗ để à, tiền em rơi à? Tiền em hay tiền anh đấy? Tiền em. À, cảm ơn nhá. Đáng nói câu chuyện thì anh Hòa phát hiện tiền rơi, dặn luôn.
Các bác hỏi Khâm rằng là có thêm mua thêm mảnh đất cho anh Hóa hay không. Cái này thì không chỉ riêng một vài ý kiến đóng góp trên kênh đâu, mà phải nói là các nhà hảo tâm trực tiếp gọi điện cho Khâm, từ Facebook đến điện thoại đến Zalo. Đầu tiên thì là bác Hiếu ấy, đang muốn hỏi đất ông Pó ngay dưới cái chỗ mình kè đất kia để mua cho anh Hòa làm chuồng trại. Nhưng Khâm đã hỏi, gia đình không bán bởi vì có tận 3 ông con trai nữa, để đất cho các con trai sau này là có đất ở. Và hai thì là các bác hỏi Khâm cái chỗ hiện tại đang ở nhờ này, xem là họ có bán không, thì mua độ khoảng vài chục mét vuông. Đấy, 1-2 chục mét vuông để làm cái chuồng cho anh ấy. Thì mấy bữa vừa rồi cũng lên chỗ anh Pó khuyết tật vừa rồi bán đất cho mình này, đất này cũng là đất của anh. Thông tin lại với lại các bác thì là đến thời điểm hiện tại thì anh cũng không muốn bán nữa, bởi vì là anh bán quá nhiều đất rồi. Anh thông tin với Khâm là bây giờ con trai còn nhỏ nhỏ như này, nhưng mà cũng đã biết là phản đối việc bố cứ bán đất thế này, sau này có các con không có đất để mà canh tác, để mà ở nữa, thì anh cũng không có muốn bán cái chỗ này nữa. Đấy. Nên là bây giờ để mà tìm được một cái chỗ đất ngay cái khu vực này cho anh làm chuồng trại thì đang là một cái rất là khó. Bản thân Khâm thì trước mắt thì cũng muốn lo xong cái phần ngôi nhà đã. Ngôi nhà thì cho 6-7 bố mẹ con ở đó. Mình sẽ tiếp tục tính toán. Cũng nhiều bác hỏi Khâm chứ rằng là bây giờ làm xong cái nhà mà không có đất chuồng trại thì lấy cái gì để ăn. Cái đấy thì anh em mình cũng biết thôi, có thực mới vực được đạo, cũng phải có cái để mà cần câu cơm. Nhưng mà đổi lại mọi người cũng phải hiểu cho Khâm là Khâm cũng đã cố gắng lắm rồi, đi hỏi đất trao đổi xem mọi người có bán bớt chỗ nào không. Bây giờ không có thì mình biết làm thế nào. Bây giờ đặt câu hỏi là không có kế sinh nhai thì tương lai sống nào, thì mình lại đặt lại ngược lại câu hỏi rằng là nếu anh em mình không đến hỗ trợ thì anh sẽ ở thuê đến bao giờ. Đấy, chứ không phải là tìm đất làm chuồng đâu, chính cái mảnh đất đang ở là còn phải thuê, thì sẽ thuê đến bao giờ. Rồi là nếu mà cứ năm này qua năm khác cuộc sống cứ lay lắt này thì anh Hòa lại phải vào rừng ở lại thôi, đi vào rừng ở nhá. Có được không? Và chỗ ông nọ bảo em ấy hả? Không được à? Đấy, bây giờ gọi là thấy cuộc sống bắt đầu là mở ra trang mới, gái rồi làm sao mà có tư tưởng vào rừng ở nữa. Bữa trước khi mà không có đất làm nhà đấy, anh dẫn anh em mình vào rừng xem cái mảnh đất nương của anh ấy, một cái nơi xứng đáng gọi là khỉ ho cò gáy, không thấy bóng dáng người ngoài cái mùa làm ra thì toàn chim chóc với lại cây với lại rừng nữa, làm sao mà các em vào đấy ở được, ở đấy thành người rừng luôn đấy chứ. Sáng ngày hôm nay khi mà đến tầm giờ trưa thì xe vật liệu lên làm như thật. Chào anh. Khâm trực tiếp gọi cho anh Hòa thì cũng biết lấy bạt xuống giải. Cái này Khâm không bảo đâu, nhưng mà cũng biết lấy bạt xuống giải. Lại lấy cái bạt nhà bếp xuống đây giải á? Đúng rồi. Em đang bảo là không cần giải. Thế bây giờ nhà bếp mưa thì tính làm sao? Hả? À, cái bếp này. Bếp mưa thì tính làm sao? Hả? Xin thêm mua một cái bàn mới nữa. Hết tiền rồi. Cái đấy nó phải là sau lúc đấy phải là mưa to thì phải là giấy, phải là mưa nhỏ. Nhưng mà hết tiền mua rồi. Hết tiền thì cũng đấy. Thế chả bảo em luôn. Không dám bảo đâu, chứ anh Hòa này không dám bảo cái gì đâu. Bây giờ thì là cái khu vực bếp này sẽ mua thêm một cái tấm bạt nữa lên
để che vào. Tạm thời là mình vẫn phải ở đây ít nhiều là phải một tháng nữa mọi người ơi. Khâm không dám hứa là nhanh đâu, xây một cái ngôi nhà để lợp được cái mái ở nữa thì phải mất độ khoảng một tháng đấy. Công việc thì chưa bao giờ phải dừng lại, trừ những lúc là mưa. Ồ, ở đây có mấy cục đá bị lăn xuống dưới này. Anh Hóa ơi, bị lăn mấy cục đá xuống dưới này. Lúc nào xong thì đi lấy nhá. Bây giờ mình nó đi đậu. Có hai cái đấy. Hai cá à? Thấy một cái ở dưới kia. Còn một cái ở dưới kia đó. Thôi thì cứ để thợ lên thợ làm đã. Xong thiếu bao nhiêu thì em lấy. Khả năng là thiếu đấy. Như ngày trước xây nhà của A Lúa ấy, chỉ một xe 7 khối thôi là làm móng được rồi. Các anh em thợ tam giác mạch làm ấy. Một xe thôi là đã làm móng rồi. Từ giờ đấy anh em mình làm móng cũng bình thường, không có làm móng cao. Đợt lúa em ấy thì là không có một chỗ nào để bắt buộc là vật liệu phải đổ ngang đường. Khâm nhớ rất là rõ, có một tối thì là vật liệu lên muộn quá và bên cung cấp thì không gọi cho mình, thế là lên là trời ở đấy trời còn gọi là trời đông ấy. Sau Tết thì những thời điểm là tháng 2, tháng 3 âm, trời đến 6 giờ hơn là trời bắt đầu tối rồi. Họ đổ ngay giữa đường cho anh em mình và không thông tin lại. Lúa em thì cũng một ngày làm việc mệt, lên là cũng chỉ dọn được một cái lối để xe máy đi qua. Thế đinh hình lặng là cái tối đấy có một cái xe một anh ở trong này này, ta đi chở bò. Thế là đi đến cái đoạn đấy của mình là tắc, không chở đi được. Anh gọi anh em mình, gọi đến cái giờ là đang tắm rửa ăn uống chăm con nữa thì không nghe được. Cuối cùng là bị anh nghe điện thoại là bị họ mắng. Và phải trực tiếp là gọi điện cho anh Hờ với anh Dê trưởng thôn dọn gấp, thuê gấp để làm sao dọn cái đống bột trong đêm luôn. Chứ giờ đấy thì không thể nào mà có thời gian lên được bản để mà lo nó. Thì quả thật nhà lũ em thì riêng cái khoản vật liệu thì vẫn là đau đầu nhất. Anh Hòa nếu mà không có chỗ đất anh Tòa này còn đau đầu nữa. Đổ ngay giữa đường. Lũ em ấy thì nó đẩy một phát nó vòng xuống dưới thì nó không mệt bằng. Ở đây mình đẩy lên dốc. Đường mấy xe rồi? Đường mấy xe rồi? Đường mấy xe rồi? Đếm không? Đếm rồi. Hả? Đếm rồi. Em để em đổi cho anh. Thì anh về đây xúc thì em đẩy lên. Chế này em đẩy cho nhá. Gọi là mỗi ngày lên bảng, có ngày lâu nhất thì không ở được với anh Hòa 2 tiếng, phụ được cái gì thì phụ. Và thường thường nếu mà cứ giao việc cho anh ấy làm thì anh em mình lên. Đầu tiên thì là ghi hình cập nhật cho các bác, video gói gọn trong 30 phút thôi. 30 phút nữa thì dành thời gian là hai anh em hỗ trợ được, anh được thêm nào thì hay giờ đấy. Còn không nếu mà có việc thì lại phải di chuyển luôn. Anh Hòa thời điểm hiện tại là cũng có những tiến bộ rồi mọi người ạ. Giao việc cho thì cũng biết làm, không trốn đi đâu chơi hay là lên rừng nữa. Trước đây thì cũng hơi vô kỷ luật là điện thoại không mà cầm. Đấy, có việc gì là cứ thế mà đi thôi. Anh em mình lên không bao giờ gặp được. Nhưng bây giờ hôm qua cái đồng đá thì thuê thêm ăn lúa. Mất là một ngày nữa. Cùng làm túc tắc với anh Hòa thì là xong rồi. Còn cái chỗ bột đá này thì nó cũng dễ thôi, sẽ để cho anh ấy từ từ anh chuyển. Bây giờ em sẽ đẩy hộ anh mấy chuyến nhá.
Nhưng mà anh đứng đây anh xúc thì anh phải nhìn vào cái kia, anh nói chuyện với các bác nhá. Vâng, biết không? Không biết. Sao không biết? Bây giờ em đẩy cái này thì anh vừa đây xúc, xong là anh nói chuyện với các bác qua cái kia nhá. Nói cái gì thì nói. Nó không biết nói thôi. Không, phải nói chứ, phải nói chứ. Để tới này em còn xong nhà thì còn với em đi các quản em là lại hỗ trợ bà con chứ. Làm chủ tịch thì phải nói được cái này đúng không? Nhá. Thế bây giờ thế này nhá, em đẩy cái chuyến này đi. Em khởi cứ ghi hình đi, xem A Hòa nói cái gì với các bác nhá. Không nói được thì về không, các bác không làm nhà cho nữa thì em không biết đâu. Bây giờ vừa xúc này, vừa nói chuyện với các bác nhá. Nhá. Bây giờ em đẩy chuyến này về xem là tí nữa các bác xem mà không thấy không ở đây xem A Hòa nói cái chuyện gì với các bác không nhá. Còn không nói thì các bác comment là A Hòa không nói đâu, để không là trừ tiền không làm nhà nữa. Không biết rồi. Không, bây giờ nói. Bây giờ em hưng anh xúc á. Không đâu, anh làm đi. Anh xúc đi. Không đâu, anh nói chuyện với các bác đi nhanh. Không đi. Bây giờ ra đây. Nói cái gì cũng được. Bảo Lan cân bao nhiêu này, Lan có những loại nào này. Đi nói đi. Đấy. Không là các bác không cho tiền làm nhà đâu. Không biết nói. Cứ nói đi. Đây em không biết đâu. Chính là các bác bảo anh không nói thì em không biết đâu nhá. Không có tiền làm nhà không biết đâu. Chào các bác đi. Không biết nói đâu. Nói đi. Sao rồi? Nói được cái gì rồi? Không nói. Nói đi. Nói. Thế này các bác không cho tiền làm nhà đâu đấy. Hả? Không biết nói. Không biết nói á? Không biết nói. Không biết nói thì là người câm mới không biết nói mà. Ơi, sao không biết nói. Mình là phải nói chứ. Thế có thích làm chủ tịch không? Không. Không thích làm nữa à? Không làm chủ tịch, nó không biết làm nữa. À, không biết làm à? Thế nó biết làm cái gì? Rồi nó biết nhà nó đi tìm la thôi. Ôi, nhà tìm la. Bây giờ thế bảo với các bác đi. Đi tìm lan có vất vả không? Khác nói chuyện với các bác đi. Tập đi. Nhá. Đi tìm la xong nó vất vả chứ. Ừ, thế nói với các bác đi. Bảo cháu Hòa đi tìm lan thì được cái này này. Xong đi tìm lan xa không này. Đi tìm lan cũng xa chứ. Khác nói với các bác, không nói với em Khơm đâu nhá. Còn nó sao nó không biết nó thôi ạ. Sao bây giờ không biết nó. Bây giờ họ bắt thì nó các bắt thì nó mình nó không biết nó thôi. Mình nó không biết nó thôi. Hả? Mình không biết nói vậy, nói xấu đấy. À, không biết nói, sợ phải nói xấu à? Ý là nói là không biết nói thế nào cho hay đúng không? Đúng rồi. Sợ nói xấu. Không, ông nói đi. Em xấu đi. Ôi trời ơi. Thế này chưa làm được chủ tịch đâu. Nha. Ông treo thôi mà. Về đây, em hộ đấy. Mọi người à, cũng phải cho anh trêu thử anh Hòa một tí. Đẩy cái này lên dốc là cũng mệt đấy. Không đơn giản. Đẩy cái bột đá này còn đỡ hơn một chút. Vì là nó bản thân không thấy là nó nhẹ hơn đá đấy. Một cục đá nghiền ra là cái bột đá nó sẽ không, cảm giác nó sẽ không nặng mà. Mệt chưa? À. Mệt chưa? Mệt chứ. Thế mà mệt thì đứng đây nói. Không mệt bao nhiêu, phải nói là đau hai cái tay. Đau hai tay đâu? Rất đau như này. Đau ở đây á? Cũng lớn đau, cũng như này cũng phải đau, à. Đau như này. Nó mỏi, nó đau. Nhưng mà cố gắng làm đi. À. Cái mỏi đau này thì ai cũng gặp phải thôi. Phải làm gì cũng là được, phải là
Sao nó bị gì cũng sợ. không bị cái gì không sợ đâu. À, không bị cái gì không sợ à? Bị cái là sợ đúng không? Sao nó là việc không sợ đâu. Ừ. Đau cái là không đi tìm lan được cho con là con đói đúng không? Thế là sợ đau ốm bệnh tật thôi. Còn làm việc thì không sợ. Tiếp xúc nhiều với anh Hoài cũng nhận thấy rằng là đây là con người chậm chạp và không biết tính toán. Căn bản để mà để cho cháu Khâm kết luận là anh lười ấy, thì cũng không kết luận được. Sau một quá trình đồng hành với anh ấy thì nhận thấy con người này là chậm chạp và như các bác nói khờ. Khờ ở đây tức có nghĩa là không biết tính toán gì. Đầu óc lúc nào cũng hồn nhiên, vui tươi, gọi là lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Chính vì thế mà các bác tặng cho cái danh hiệu là khờ. Nếu không ai bảo anh ấy, cuộc sống anh ấy cứ kệ kệ thôi, vô tư như thế thôi. Mà chính cái sự vô tư đấy thì lại là cái điều mà khiến không thấy là khiến cuộc sống của anh sẽ đi xuống và ở lại. Anh ra đến cái nông nỗi là phải đến ở cái lều bữa trước thuê này, chính vì những cái lối sống rồi những cái đầu óc của anh mà dẫn đến cái hệ quả như vậy. Ban đầu thì là có nhà các bác nhé, có nhà cửa, nhưng mà sau khi là chính vì cái lối sống là vô tư, là cũng không có làm gì theo ai ấy. Như anh Tuấn chia sẻ là cũng có công việc sắp xếp để đi làm, nhưng mà cũng thích đến giờ nào thì đến, gọi chung là vô kỷ luật đấy, như mọi người đánh giá là vô kỷ luật, thì người ta là không chấp nhận cái con người làm như thế. Chính vì vậy mà cuộc sống thì rất là khó. Thời đại bây giờ mà chỉ trông chờ vào cây lan trên rừng thì không nghĩ rằng là để nuôi chính bản thân hai vợ chồng nuôi còn khó, chứ đừng nói là thêm 6-7 đứa con. Nhưng mà cũng rất là may là một cái duyên nào đó ông trời là cũng tức có nghĩa là không bỏ rơi một ai ở trên cái nhân thế này. Không tin rằng là đều có nhân quả hết, thì đã gieo một cái duyên anh em gặp được gia đình, thì cũng thay các nhà hảo tâm, những người có những cái tấm lòng vàng để hỗ trợ cho anh. Tới nay thì anh sẽ có nhà ở rồi, ít nhất là có nhà, có đất ở, có một cái nơi để về thôi, không ai quấy phá là một cái điều tốt lắm rồi. Đấy. An cư thì mới lạc nghiệp. Thì không tin rằng là độ một thời gian nữa thôi, không xa nữa đâu, trong năm nay thì anh Hòa sẽ có một cái cơ ngơi là chính của anh ấy, không ai có quyền làm gì khác nữa. Đấy, còn cuộc sống sau này, tương lai anh em mình cũng có những gợi mở nhất định rồi, nhưng mà sẽ từ từ public cho các bác chị cùng xem. Rất mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ anh em mình trong những cái hành trình sắp tới, không chỉ riêng anh Hòa. Cảm ơn cô ba anh chị đã dành thời gian theo dõi. Anh em mình vẫn sẽ hỗ trợ anh Hòa thêm lúc nữa. Trời đang mát thì làm việc đang vào. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi. Cháu Khâm xin phép là tạm dừng video này tại đây đã. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.